anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa đôi này vẫn thường dìu em đi, tàn cây năm trước anh vì lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa nấm ấy. Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em bạn các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bản An Giang. Thì tiếp tục giới thiệu đến quý vị một bộ phối ghép rất là chuẩn, quý vị rất hay. Gồm Amply Diatonic Rea U600 Remand Amplifier. Con này có thể làm rề được luôn nha quý vị. Và đô la G Victor GS303. Đô này bass 25 quý vị, là đúng là đo này đo phải ra 27 28. Bass nó đánh quý vị nghe thấy cực kỳ chắc không? Cái thứ nhất là cái dòng Victor. Cái dòng này là cái thùng nó rất là lớn. Dòng Victor này thùng rất là lớn quý vị. Thùng nó cao to lực lượng. Nó là thùng nó như là 30, nó còn cao hơn những loại 30 khác. Và cái nội thất của cái dòng này nó rất là gấu luôn quý vị. Đánh rất là lực, có nội lực. Loa này quý vị có thể hát vivo karaoke nhẹ nhàng gia đình rất là hay luôn. Đánh rất là lực quý vị. Phòng tầm 20-30 mét vuông gì đó quý vị đánh ha. Này thì nó bóng hết nha, bóng pino hết, nó rất đẹp ha. Đấy, quý vị nghe cái tiếng trống nó đánh rất là đã, rất là phê. Bây giờ xem thông số của nó nha. GS303 gia băng 8 ohm, 50W. Đấy, ba quay chung giấy, chép giấy, bát mũi lõm ha. Cái gân này thì nó mục quý vị, dòng này đa số là về là nó mục hết quý vị, do là nó đánh rất là lực cho nên là nó nhanh ha. Đó, thay gân quý vị về dùng lâu bền luôn ha. Gân này nhìn vào easy, cái vết lon này là bẩn nha quý vị, đó, chưa vệ sinh ra được á. Đây cũng vậy ha. Tin đồn heo hút, tinh tú quay quần. Nói chung là nó không có lỗi, không lỗi nhỏ luôn quý vị. Chung chép đây ha, rất đẹp luôn. Đó, những cái này là vết bẩn ha, chứ không phải là bị lỗi nha. Đây. Em anh rồi. Em quay rõ cho quý vị và các bạn xem luôn ha. Nguyên zin, nguyên bản đó, nha. Thùng quất góc cạnh, vuông thành sắc cạnh. Đẹp, được đẹp. Đây quý vị ha. Cái màu đỏ mận rất là đẹp. Đây. Phía sau đây. Đây. Mấy cái vết này là lột keo, giá keo lột ra mà. Đấy, gông liền các kiểu đẹp hết nha. Đây, quý vị, rất đẹp ha. Rồi, mình đây. Nói chung loa này thì tuyệt vời quý vị. Với cái tầm giá rất là rẻ như thế này, lo em chưa có lau chùi sạch luôn nè, quý vị thấy là bụi bẩn nè. Tầm giá mà rẻ như thế này thật sự là cũng khó tìm. Đây quý vị ha, đẹp lắm quý vị ha, liền hót lên sao hết nè. Cái chỗ này là nó bị
chốc nó bị ấy, chỗ này nó có dập sờn tí xíu trên góc tí xíu này ha, bằng tay này thôi. Đây, chỗ này thì cũng tí xíu nha mọi người, chút xíu chỗ này thôi. Rồi, để em đo kích thước cho quý vị luôn nha. Nghe tiếng trống nó rất là đã, rất là sướng, vì đôi này hát karaoke thì tuyệt vời rồi. Chiều ngang nó tận 39 luôn, chiều sâu nếu mà cả căng là 33. Chiều cao khoảng 77 cm. Thường mấy cái loa 3 tấc nó cao khoảng 6 mấy. Đôi này nó cao 77 nha quý vị. Nó cao to hầm hố lực lượng. Có thể trưng bày ha, hát hò karaoke thùng lớn. Thùng lớn kêu to. Cái bass này thì đúng nếu mà trong là 25 đó quý vị, còn quý vị phủ kiểu vành là nó ra 30 luôn. Nhưng mà này tính 25 thôi ha, không có 30 được. Còn vành ngoài nó to lắm. 25 cm. 25 mà đánh rất là hay quý vị. Rồi, với mức giá là 4.2 triệu bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị nha. 4.2 triệu bao vận chuyển toàn quốc. Và con âm ly đi gia tông U600 với mức giá là 4.8 triệu bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị nha. Con này nó chỉ cần nhấc nhẹ lên tí thôi quý vị. Đây, chỉ cần nhấc nhẹ lên 8 giờ thôi chứ chưa 9 giờ là loa đánh nghe phê rồi. Bộ cực kỳ đã, 9 triệu trọn bộ, quá rẻ quý vị. Chất âm với cái chất âm này. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.